Hoa Lan Quang Minh xin chào các bạn. Hôm nay mình làm một clip giới thiệu với các bạn một loại lan cành dao. Thì loại lan này cửa hàng mình không có, nhưng mà do khi mình đi ở bên ngoài á, mình thấy nhà một người bạn trồng cái loại lan này rất là đẹp, cho nên mình quay clip để chia sẻ cùng các bạn vẻ đẹp của loại lan này. Tên của nó là cành dao. Hoa cũng rất to, rất đẹp và nổi bật. Hoa này thì mình ít thấy người ta bán ở bên ngoài. Cho nên mình cũng không biết là giá thành của nó như thế nào. Nhưng mà mình biết được rằng là loại lan này rất là dễ trồng, đặc biệt càng nắng thì nó cho hoa càng nhiều. Lan cành dao ha các bạn. Và đây là thân lá của nó. Lá nhuyễn. Nhìn cái lá của nó cũng giống vanh đa kim. Và các bạn thấy nó rất là dễ trồng. Cái người chủ này trồng nó ở dưới một cái gốc cây. Có những cái miền như mình thấy, mình có một người bạn ở Bến Tre có loại lan này rất là nhiều, và bạn ấy trồng hàng rào. Và nó rất là dễ trồng, nó lên và nó trổ hàng rào nhà bạn đó thật là đẹp.